Công ty Nhà đất Huyền Trang Thái xin chào cô chú và anh chị, em là Thu Nhiên. Thì hiện tại là em đang ở xã Nhị Bình của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây là có 3 lô đất nền giá rẻ đang kêu bán, để em sẽ quay giới thiệu cho cô chú anh chị mình cùng xem nha. Thì 3 cái lô đất này có diện tích bằng nhau luôn, là ngang 5, dài 40, có 100 mét vuông thổ cư và chủ kêu giá là 450 triệu một nền. Nằm trên mặt tiền đường, xe ô tô vô được đến đất luôn, xe 4 chỗ, 7 chỗ hay là 16 chỗ là đều đi được luôn. Và đất của mình á sẽ có view phía trước rất là đẹp luôn, chính là cái con sông này nha cô chú anh chị. View sông nước hữu tình mát mẻ nè ha. Và cái vị trí đất của mình ở đây á là sẽ nằm ở phía sau của cụm khu công nghiệp và khu công ty Minh Hưng nha cô chú anh chị. Rồi từ cái vị trí đất ở đây á mà cô chú anh chị đi một đường thẳng khoảng 100 đến 150 mét thôi là cô chú anh chị sẽ đụng cái con đường đó được gọi là đường dân sinh, đường cặp sườn cao tốc nha. Đó, em sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem cái khung cảnh ở đây nha. Đây là khung cảnh ở dưới quê vào lúc chiều nha cô chú anh chị. Đó, rất là đẹp luôn. Phía bên ngay chỗ mà cái phần mà bức tường màu xanh xanh bên đây nè, đó là khu công ty Minh Hưng nha. Rồi thì để em sẽ đi lại cái miếng đất mà hôm nay em quay cho cô chú anh chị mình xem ha. Đường này thì hiện tại là đường đá xanh, nhưng mà xe ô tô là có thể vô được. Nhưng mà em thấy nếu mà xe ô tô mà hiện tại vô đây thì chưa có chỗ quay đầu nha. Cho nên là cô chú anh chị mình có thể làm cái chỗ quay đầu ở phía trước đất để quay đầu. Còn không thì cô chú anh chị mình có thể đậu ở phía ngoài cái con đường mà cặp sườn cao tốc ngoài đây nè. Cách mình là khoảng 100 đến 150 mét quay đầu cho nó dễ nha. Còn vô trong đây thì chỗ quay đầu thì nó sẽ hơi khó nha. Nhưng mà ô tô 16 chỗ là vô được đến đất luôn nha. Rồi thì ba cái nền đất mà hôm nay em muốn quay giới thiệu cho cô chú anh chị chính là ba lô đất ở bên đây. Đất có thì xung quanh là đã có hàng rào ranh giới rồi, nguyên một miếng lớn luôn là ngang 15 mét, thì chủ mới chia làm ba nền để chủ bán nha. Cái này là ba chủ riêng luôn nha cô chú anh chị, thì xung quanh đó là chỉ có hàng rào bốn phía thôi, còn mấy nền nhỏ mà ngang 5 thì chủ chưa có kéo hàng rào. Khi mà cô chú anh chị mình mua về thì mình có thể kéo hàng rào riêng biệt luôn. Đó là cái nền này ha. Thì nền đầu tiên ngang 5 là cô chú anh chị sẽ được tính từ vị trí cái hàng rào giáp ranh với hàng xóm bên đây. Nó có nguyên một cái hàng rào ranh giới luôn. Từ ở vị trí này cô chú anh chị mình có thể đo ngược qua tới cái khoảng ở đây là bề ngang 5 mét, sâu vô hết đất luôn, là tới ngay chỗ cái cây trụ trắng trắng dưới đây nè cô chú anh chị, là sâu vô 40, có 100 mét thổ cư, giá là 450 triệu. Nền thứ hai thì là liền kề luôn, từ cái khoảng này cô chú anh chị đo ngược qua bên đây, nó tới ngay chỗ cái vị trí cái khoảng này là nền thứ hai. Nền thứ ba là nền còn lại qua tới cái hàng rào lưới B40 bên đây ha. Nó ba nền diện tích bằng như nhau luôn. Và ở trong đó có thì em thấy chủ đã có đổ cát rồi nè, sang lắp mặt bằng đồ luôn rồi. Đó, rất là đẹp luôn ha. Giá chỉ có 450 triệu một nền thôi. Chủ bao hết trọn gói giấy tờ sang tên cho cô chú anh chị mình luôn. Và trong đó là bao 100 mét vuông thổ cư luôn. Thì một cái giá rất là mềm luôn, để cho cô chú anh chị có thể mua về để xây nhà ở nè. Hoặc là những cô chú anh chị mà đi làm ở trong cái khu công ty Minh Hưng này nè, mình có thể mua một cái nền đất này để dành sau này xây nhà ở gần đây, để mà tiện đi làm hơn cũng được ha. Giá này thì rất là mềm luôn rồi nha. Và chủ sẽ bớt lọc cho cô chú anh chị thôi, chứ không có bớt nhiều ha. Đó, rất là tuyệt vời luôn ha. Bên kia là công ty nha. Ở đây thì có thổ cư rồi, cho nên là cô chú anh chị mình có thể yên tâm là nó sẽ không có bị quy hoạch gì hết nha. Đó, đất rất là cao ráo và rất vuông vức đẹp luôn. Ở đây thì cô chú anh chị mình nếu như muốn đi chợ thì mình có thể đi xuống phía đầu công ty Minh Hưng dưới đây nè, sẽ có một cái chợ chùm hổm luôn. Còn nếu mà đi chợ lớn thì mình có thể đi chợ Gò Lũy nè, hoặc là mình đi về bên chợ Long Định cũng được ha. Đó, xung quanh đây hiện tại là dân cư bắt đầu có về ở rồi nè. Đây cô chú anh chị thấy mấy cái cây trụ này nè, đó là hàng xóm đang xây nhà. Cách đất của mình chắc tầm khoảng 2 thửa là sẽ tới cái chỗ mà người dân đang xây nhà. Rồi phía ở bên đây, bên đây thì em thấy cũng có rất là nhiều miếng đất, là cũng có sang lắp mặt bằng nè, rồi có hàng rào đồ hết rồi. Thì cái con đường này sau này là dân cư về đây ở sẽ rất là nhiều luôn. Cô chú anh chị mình có thể xây căn nhà này để ở nè, còn không thì mình có thể xây lên để cho công nhân ở gần đây thuê cũng được luôn ha.
Nếu mà cô chú anh chị mua hết nguyên miếng lớn luôn thì là ngang 15, dài 40 ha. Đó. Nhưng mà ba miếng nhỏ này là của ba chủ riêng nha. Mình mua miếng lớn thì mình có thể xây nhà vườn, còn mua miếng nhỏ thì mình có thể xây một căn nhà gọn gọn cũng được ha. Đó, tuyệt vời luôn. Đây, cô chú anh chị có thấy xe chạy ở phía ngoài kia không? Đó là đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận nha. Rồi thì ba cái lô đất của mình hôm nay á là sẽ được nằm ở hướng Tây nha cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị xem, thì cái nút màu xanh xanh là cái vị trí em đang đứng ở đất của mình. Đây là cụm khu công ty Minh Hưng nè. Gần đất mình là sẽ có chợ Gò Lũy nè, có chợ Long Định luôn nè ha. Còn nếu như mà cô chú anh chị muốn đi chợ từ vị trí đất mình nè, đi thẳng ra đường cặp sườn cao tốc ở đây là khoảng 100m đến 150m thôi nha. Ô tô mình có thể đậu ở đây, quay đầu nó sẽ dễ hơn là ở trong đất mình ha. Rồi mình đi ngược ra đây, ngay chỗ cái vị trí ở đây nè, sẽ có những cái chợ chùm hổm ở đây luôn. Có tiệm tạp hóa, có cây xăng đầy đủ luôn. Cô chú anh chị có thể đi chợ này, còn không thì mình có thể đi chợ Gò Lũy hoặc là chợ Long Định. Thì ở đây mà đi tới chợ Gò Lũy trung bình cô chú anh chị đi là 3,7 cây số nha. Mình đi á, trung bình là tầm khoảng 7 phút, 3,7 cây số là về tới chợ Gò Lũy ha. Còn không nữa thì mình có thể đi chợ Long Định nha. Từ đây mà mình đi tới chợ Long Định á, thì trung bình là khoảng 4,9 cây số. Cô chú anh chị đi á, trung bình cũng tầm khoảng 10 phút thôi là sẽ tới chợ Long Định ha. Đây, chợ Long Định nè. 4,9 cây số, 10 phút ha. Còn từ vị trí đất mình ở đây á, cô chú anh chị muốn đi về tới ủy ban hay là trạm y tế của xã Nhị Bình đi ha. Để em xem thử nha. Trung bình mà cô chú anh chị mình đi á, là tầm khoảng ha. Ở đây em thấy đi vòng cô chú anh chị đợi em một xíu nha, 7,7 cây số là cô chú anh chị sẽ về tới ngay chỗ trạm y tế ủy ban của xã Nhị Bình nha. Đây, trạm y tế của xã Nhị Bình nè. Đó, 7,7 cây số khoảng 12 phút. Đó, đây là trạm y tế nè. Kế bên là sẽ có ủy ban nè, rồi có trường tiểu học Nhị Bình nè. Đó, rồi có tiệm thuốc tây nè, có tiệm tạp hóa đầy đủ luôn. Mình đi trung bình là 7,7 cây số, 12 phút là sẽ tới nha. Còn từ ở đây á, cô chú anh chị đi về tới thành phố Mỹ Tho thì trung bình là tầm khoảng 16 cây số. Cô chú anh chị mình đi là 24 phút thì mình sẽ về tới thành phố Mỹ Tho nha. Còn từ vị trí đất này, cô chú anh chị về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh thì trung bình mình đi chỉ có 68 cây số thôi nha. 1 giờ 32 phút là mình về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh rồi ha. 68 cây số thôi, đường ô tô là vô đến đất luôn. Đó, phía sau công ty Minh Hưng, đây là đường tỉnh lộ 867 nè. Từ vị trí đất của mình ở đây á, mà cô chú anh chị đi ra tới ngoài đường tỉnh lộ 867 đó chỉ có khoảng 750m thôi. Mình rẽ phải là đi về quốc lộ 1A về Long Định á, rẽ trái là sẽ đi vô trong thị trấn Mỹ Phước của Tân Phước nha. Đó, ở ngoài đây thì dân cư sẽ đông hơn, có đầy đủ những tiện ích hơn ha. Đó, đây là khu công ty rất là lớn luôn. Rồi thì nếu mà cô chú anh chị nào quan tâm tới ba lô đất nền này, mình hãy liên hệ cho bên công ty nhà đất Huyền Trang Thái để tụi em dẫn cô chú anh chị đi xem, và mình sẽ gặp bà trực tiếp với chính chủ để thương lượng giá cả luôn. Chủ bao trọn gói giấy tờ sang tên cho cô chú anh chị luôn. Ngang 5 dài 40, có 100m thổ cư, giá là 450 triệu nha. Có ba nền liền kề đang kêu bán luôn. Mình có thể mua hết ba nền hoặc là một nền cũng được ha. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết video này của em nha.